Lợn TV xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Lợn TV đang có tại mặt tại xã Yên Định của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, chia sẻ cho quý vị và các bạn là cái khung mẫu nhà sàn bên đội thợ kênh Lợn TV đang thi công ở đây. Hiện tại thì đang làm cây trống để ghép cốt pha đổ sàn. Ở đây là cái khung mẫu nhà sàn ba gian hai trái quý vị ạ. Đây là đây toàn cảnh đến dưới của mẫu nhà, khung mẫu nhà sàn này. Đây thì bên con đĩa của đội thợ chợ chú ạ. Hoa văn đấy. Hoa văn bên đội thợ của kênh Lợn TV đang thi công con kê đây. Đĩa của xà lạch đây. Nhà nhiều trâu không chú? À đây thì cái cột này, cái mấu xà này trên từ mấu dập này lên trên cái xà này thì là cao 2m7, còn xà trên thì là từ cái xà này lên cái xà đấm kia thì là cao 2m5. Trong lòng thì đây thì rộng rãi và thoáng, cột thì đẹp luôn. Nên đội thợ của Lợn TV đổ thì sẽ không chát nữa mọi người nhá. Cái vít lỗ của nhà cái xi măng kia chỉ gọi vít qua xong là người ta sẽ nan sơn, giả gỗ lên. Thì hiện tại cái mẫu nhà này thì có làm thêm cái sạch sang trước. Còn Lợn TV sẽ đi lên trên. Vâng, đây thì trong trên mặt sàn đang chuẩn bị ghép đây mọi người. Thì cái không gian ở giữa này cực kỳ là rộng luôn. Quý vị và các bạn cùng xem câu đầu này. Hoa văn cực kỳ đẹp luôn này. Đấy. Và hình thoi. Quá đẹp luôn. Mẫu này thì đang thi công tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê này là 15 triệu một vì nhá. Là truyền ba luôn này. Tôi truyền lên đây. Và hiện tại chưa đổ xong, sẽ truyền hết thành từng tầng chồng chồng lên đây. Đây gọi là truyền ba, truyền đoạn. Đây là mặt đằng sau thì gia chủ có yêu cầu sẽ làm cao hơn cái mặt sân, mặt sàn này tầm 20 phân đây. Để đằng sau này gọi là buồng ngủ này ạ. Hoa văn của con bảy đây. Đây bảy này là bên Lợn TV thi công là rơi vào từ, khoảng độ 1m6. Đây, hoa văn của con bảy ấy, cực kỳ đẹp. Con kê của cột quân đây. Một con này. Đây, hoa văn cả của xà đấm này. Nên Lợn TV thi công hết nhá. Quý vị thấy hay và thích làm thì theo khung mẫu nào thì comment bên dưới. Lợn TV sẽ chia sẻ các đội thợ làm theo ý của mọi người. Còn mẫu này thì các xà cực kỳ đẹp. Và bên Lợn TV vừa thi công lại những cái con kê này, mỏng đi một tí. Con kê của những con cột con này thì mỏng đi một tí. Và câu đầu này, hoa văn chạm nổi, khác nổi, cực kỳ đẹp. Mẫu nhà thì tùy theo yêu cầu mét rộng hay dài và hẹp, độ ngang thì ở bên đội thợ sẽ đến tại nơi để tư vấn cho chủ nhà để làm. Đây quý vị và các bạn xem xà lách đây, hay gọi là con tôm ấy. Con lợn thì đầu lợn kia, TV sẽ lên trên quay cho cái đầu lợn cho mọi người xem nhé. Vâng, đây là cái đầu lợn đấy. Quý vị xem nhiều hoa văn này nổi. Sẽ trên này sẽ đổ xong cái này hết cái đầu lợn trên này nhá, xong là sẽ làm một cái xà đổ xà lên trên đây quý vị ạ. Đây là hoa văn nổi đẹp luôn. Đây, những con đầu ngoé đấy. Quý vị nhìn toàn cảnh trên cao của mẫu nhà sàn bê tông. Câu đầu đây, câu đầu cực đẹp. Đây quý vị và các bạn, đây là cái kèo xó thì sẽ để lối với
mái đằng trước và bên trái này nhá, bên mái bên trái này. Nên là nhiều người hỏi tại sao thi công vật liệu thì TV sẽ rất khó trả lời, còn tiền công sẽ là 15 triệu một vì này. Một vì đây quý vị nhá, một vì, một cái này là vì này. Ở đây là một vì này. Còn cái trái này lợn TV sẽ tính cũng một vì nữa này, cả nguyên một trái là một vì. Và cái này là một vì này. Sẽ làm xong hoàn chỉnh một cái khung mẫu này là 15 triệu một vì. Cho quý vị và các bạn cùng xem. Còn vật liệu ấy thì nó sẽ mỗi nơi một khác. Có nơi thì rẻ, có nơi thì đắt. Xi măng nó lên giá, sắt thép lên giá khác. Còn cột này thì sẽ gia chủ yêu cầu cột 10 phi 14 hoặc là phi 12 tùy gia đình, gia chủ nhá. Như thường thường ấy, nợ TPD làm sẽ là tiền công một lửa và tiền vật liệu này thêm cộng thêm bằng tiền công, nó sẽ ra như vậy. Nhưng nó phải sẽ tùy từng nơi, ví dụ như nơi ở thuận tiện con đường đi lại thì sẽ vật liệu vận chuyển lên sẽ rẻ hơn như ở nơi khác, ở vào vùng sâu vùng xa hơn ý, thì sẽ là khó khăn đi lại, thì nó sẽ chi phí sẽ đắt đỏ hơn. Đây, sau này sẽ đặt đòn tay như kiểu này luôn, con 7 kìa, sẽ đặt đòn tay như vậy luôn. Đây, quanh quanh đây cũng có cả một cái nhà sàn bê tông bên kia khá là đẹp, ngoài ngặt đường. Đây là nhà sàn bê tông, đây là nhà sàn gỗ truyền thống của bà con dân tộc Tày trên này. Đây, TV sẽ quay cái mặt của con kê. Ở đây, đứng ở đây thì hơi cao nên là lợn TV sẽ không xuống dưới chỗ kia được, vì thợ đang dỡ ráo để kê sàn đổ này nhé. Rồi, lợn TV vừa trèo lên qua cây cái cột của mấy anh em đội thợ làm, leo lên trên nhìn nguy hiểm quá. Sau làm cái thang cẩn thận vào nhá, thang này thì nguy hiểm quá. Đây là bên đội thợ sẽ để sắt nhô ra như này để luôn luồn sắt vào đấy, xong mới vào đổ mặt sàn để không bị trôi mọi người ạ. Đây, xung quanh đều đổ vậy. Đấy, cột có câu đầu hoa văn, mỗi câu đầu một hoa văn khác nhau, cực kỳ là đẹp. Cái mẫu này nhà làm rộng hơn ngoài nhà khác, nhìn cực kỳ thoáng luôn này. Nhìn cái gian ở giữa này rộng rãi và thoáng luôn. Lợn TV xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh và luôn luôn đồng hành. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật tốt lành nhé. Anh em đội thợ vẫn đang thi công để làm xong.